Bảo Anh lạc số 13. Sen nở chốn tử tù. Tái bản lần thứ tư. doctor tờ. Bi cung giới hương biên dịch. Nhiều tác giả. Nhà xuất bản Hồng Đức 2018. Lời dịch giả cho lần tái bản thứ tư 2018. Cuốn sách Sen nở chốn tử tù được chuyển từ tiếng Anh sang tiếng Việt cách đây 8 năm 2010. Được tái bản lần thứ hai và ba vào năm 2012 và 2014 tại nhà xuất bản tổng hợp. Sài Gòn, Việt Nam. Trong lần tái bản lần thứ tư 2018 này, dịch giả vẫn giữ lại nội dung như lần đầu ra mắt. Tuy nhiên, để sách hữu dụng và phục vụ tốt hơn, kỳ này nhiều lỗi được chỉnh sửa, có thêm hình xen kẽ cũng như bổ sung các bài phụ lục. Tác giả muốn đặc biệt tri ân đệ tử Tì Kheo Ni Viên Quang đã giúp tác giả trong việc trang trí, xuất bản cũng như phát hành sách. Nắng sớm trên đỉnh đồi chùa Hương Sen, Burrit ngày 30 tháng 02 năm 2018. Tỳ Kheo Ni Tiến sĩ Thích Nữ Giới Hương, lời đầu, Hội Thiền Dấn Thân là một tổ chức thành lập với mục tiêu hướng dẫn phương pháp tọa thiền trong nhà tù để giúp các tù nhân làm chủ tâm mình và phát huy những khía cạnh tốt đẹp của cuộc sống trong hiện tại và sau khi ra khỏi tù. Với sự nỗ lực của chính bản thân, tù nhân sẽ trở lại xã hội với tinh thần có kỷ luật, kiên nhẫn, không bạo hành và giàu lòng từ bi hơn. Sau nhiều năm, hội thiền dấn thân đã mở rộng tầm hoạt động hướng về những vấn đề rộng lớn hơn cho quyền lợi con người và công bằng xã hội hoạt động của hội là trợ giúp mọi tù nhân trên căn bản của tùy trường hợp và phần lớn những nỗ lực của hội diễn ra trong âm thầm và ít người biết đến hội thiền dấn thân như là một động năng khuyến khích các chương trình cải cách trong hệ thống nhà tù như đề nghị xóa án tử hình thay bằng án chung thân không ân xá hoặc ân xá được sự cho phép của thượng tọa cô bút sự mơ lon trang chủ hội thiền dấn thân cô Robin Kassajian và các tác giả khác, tôi xin phỏng dịch một số bài viết trên các trang web www ingazian org article cô bút sự Death Row practice html www lion org với mục đích giới thiệu với các độc giả thấy hình ảnh các tù nhân nỗ lực hướng đến đời sống tâm linh phong phú bằng phương pháp thiền phật giáo với sự hỗ trợ nhiệt tình của chư tôn đức tăng ni phật tử hay cư sĩ tình nguyện xin thành tâm tri ân công đức thiện nguyện dấn thân của chư tôn Đức Tăng Ni và quý Phật tử trong sự nghiệp hoàng pháp tại chốn lao tù này, tựa như giúp cho những bút sen tâm nở nơi chốn tử tù. Đó là tựa đề của tác phẩm chuyển ngữ này sen nở chốn tử tù. Khả năng dịch thuật cũng còn kém, nhưng vì nhiệt tình muốn giới thiệu một cái gì bên trong tù ra thế giới bên ngoài, nên dịch giả không ngại sức mình thô thiển. Nhiều đoạn văn không nhằm mục đích thì dịch giả xin lượt bớt. Chắc hẳn còn nhiều sự sơ sót, Kính mong các bậc thiện tri thức hoan hỷ chỉ giáo để lần tái bản sau được hoàn chỉnh hơn. Thành kính tri ân tất cả. Chùa Hương Sen, ngày 18 tháng 3 năm 2010. Thích nữ giới Hương